chúng tôi đã từng nhớ về bàn thắng của Vũ Phong. Một bàn thắng hay nữa từ Mỹ Đình và đó là pha rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 của đội bạn. AFF Cup 2014 đang xuất hiện rất nhiều những pha làm bàn có chất lượng cao và vừa rồi cũng là một pha xử lý rất châu Âu của Manders, rất nhanh, rất gọn của Manders. Ở một vị trí như vậy thì không phải ai cũng có thể đưa bóng vào lưới như Manders. Một pha đệm bóng thể hiện cảm giác